Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Monster Legend. Mình là Thanh Ezzy đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Thì ở bên Dragon City có một cái sự kiện là Heroic Raid. Và Monster Legend thì cũng không chịu kém cạnh, họ sẽ có một cái là Team Raid. Và đây là lần đầu tiên mình tham dự một cái event Team Raid. Thì nếu muốn tham dự cái event này, anh em phải có bang hội mới có thể là chơi được nha. Và thì nó cũng sẽ được thiết kế giống như là một cái đường đua. Chỉ khác là Heroic Raid là sẽ đua cá nhân, còn Team Raid là sẽ đua theo rất là nhiều người trong bang cùng đua với nhau. Không phải cùng đua với nhau mà đua với bang khác. Thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ thực hiện những cái quest nó yêu cầu để vượt qua từng cái lap một. Và đến một cái lap nào đó, cái mức hạn đã là lát nào đó, thì chúng ta sẽ được nhận phần thưởng. Và phần thưởng đây cực kỳ là ngon, đó chính là những con Legendary, cực kỳ là ngon luôn đấy. Và thời hạn của nó sẽ là 5 ngày 23 tiếng, có nghĩa là vừa bắt đầu thôi, vừa bắt đầu cách đây khoảng một tiếng, gần một tiếng gì đó. Rồi thì chúng ta sẽ xem nào. Hiện tại thì Team Ray, bảng xếp hạng Team Ray ở đâu ta, mình có thể xem được không? Team này, ui giời, chưa gì có một thành viên, có một team nó đã đứng thứ 9 rồi này, trời ơi. Nó hoàn thành 9 lap à? Mẹ. Ui, 130, 112. Toàn cấp hơn 100 thế này thì làm thế nào được, trời ơi. Team mình thì... Team mình là thành EZ fan đâu nhỉ? Đây, team tôi đây. Team tôi còn nhiều thành viên, toàn 5 mấy thôi. Toàn 5X là nhiều thôi. Nhưng mà tôi không sao, đua vui mà. Quan trọng gì đúng không? Để xem nào, để chúng ta sẽ xem là cái phần thưởng. Ok, thì chúng ta sẽ, đây là team của chúng ta. Mình sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ xem là phần thưởng đây. Phần thưởng cho vị trí 1ST sẽ là một con sốc, một con hệ Orc. Và nó sẽ là cộng 20% sức tấn công, 15% máu, 10% speed và 20% stamina. Wow, quá ngon. Và nó sẽ là hệ cây cũng như là Legendary. Ui trời ơi, kinh vãi. Con này ngon vãi anh em ạ. Rồi, cộng với đó là 70 cái cục pin của con gì đó. Và thêm một con Legendary là một con Caven Fish, con cá mập cướp biển này. Nó hệ nước và hệ Legend. Vị trí thứ hai là một con Caven Fish 1 sao. Vị trí thứ ba sẽ là một con Varuna. Con này không đẹp lắm nhỉ, mình không thích lắm. 3M vàng, 3M thức ăn và 2M... 2M cơ. Wow, 2M thức ăn đấy anh em ạ. Vị trí thứ tư sẽ được một con Lumona. Con này pháp sư này, wow, mình thích con này. Con này là một con cướp biển đúng không? Cũng kiểu là cướp biển đấy, đẹp thế nhở. Vị trí thứ 7 đến 10 sẽ là, ui dồi ôi, một con Wind Razor Face. Cầm một cái hồn châu báu, xong có cả thanh kiếm đâm giữa người ấy chứ, đẹp thật. Wow, đẹp thế, thích rồi đấy. Rồi, và vị trí thứ 11 sẽ được một con tiên cá xấu vãi, Anitis. Ok, thì chúng ta sẽ làm cái gì đây? Có một số thành viên đã làm rồi, hai thành viên này tạo ra một con C, một con Common Monster. Ái chà, cái này thì dễ rồi. Toàn bộ thành viên thì sao đây? Có thể là win 6 trận ở Multiplay Battle. Còn cái này sao? One for all, một cho tất cả. Nó nghĩa là gì nhỉ? Mình sẽ tra trên mạng. Đây là cái thông tin mình xem được ở trang monsterwiki.com. Và chúng ta sẽ xem nào đây. Một người vì mọi người. Một người vì mọi người này. Thì mình sẽ làm cái gì? Ok, thì thành hoàn thành sao đây? Thành viên thứ nhất xếp hạng 3 quái vật thông thường hoàn thành nhiệm vụ. Ok, để thành viên thứ nhất này xếp hạng 2 quái vật thông thường để làm hoàn thành cái quest. Ok, quest này ở đâu ta? Mình vẫn không hiểu cái quest này nó làm kiểu gì. Hoàn thành 4 vòng thì lúc ra mới có thể xếp hạng được anh em ạ. Rồi, và mình sẽ xem hiện tại là vị trí thứ 2 là lap 2 này. Hiện tại team mình vẫn là lap 1 thôi, lap 0. Vãi luỉnh thật, ôi trời ơi. Và hiện tại đang đứng thứ 14. Nếu vị trí thứ 14 thì sẽ nhận được thưởng là một con Epic thôi. Cố lên là con 7-10 này. Nhưng vấn đề là làm cái này làm kiểu gì ta? Mình không biết làm. Nó khó hiểu quá, thật sự rất là khó hiểu. Để mình xem thông tin xem nào.
Rồi, mình phải hoàn thành xếp hạng à? Xếp hạng 3 quái vật C à? Đây này, đội hoàn thành ít nhất 4 vòng để nhận thưởng. Mọi thành viên trong nhóm sẽ được khen thưởng cùng một giải. Đấy, đấy là cái điều hay của cái này. Vấn đề là ta sẽ làm kiểu gì ta? Phần thưởng cá nhân 300 điểm. Ui, 300 điểm sẽ được 1k riêng anh em ạ. Rồi, nhưng mà mình sẽ làm kiểu gì đây? Vấn đề là tăng trưởng đúng không? Đây là tăng trưởng. Bảng này giải thích mục đích. À đây, nó giải thích mục đích anh em ơi. Rồi, nó không hiển thị các nhiệm vụ. Hình như là chúng ta phải là ấp trứng thì phải. Phải không ta? Rồi, cái này là cái gì đây? Một người vì mọi người, thành viên thứ nhất nở quái vật. À không phải, đây. Một người vì mọi người đây anh em. Thành viên thứ nhất xếp hạng quái vật thông thường. Các thành viên phải xếp hạng những quái vật thông thường. Đánh xếp hạng à? Nỗ lực chung. Tất cả các thành viên đóng góp nhiều nhất để có thể xếp hạng quái vật thông thường. Rồi ok, thì mình sẽ xem nào. Cái này cái gì? Ok, cái này mình chẳng hiểu luôn. Mình mới thử chơi thôi, tại vì mình đây là lần đầu tiên mình chơi mà. Rồi, chúng ta sẽ xem nào. Không anh em nào xem mình hỏi tí. Cho mình hỏi chút. Hỏi chút về Team Ray. Có anh em nào không? Tối nay chắc mình phải họp team để bàn luận kế hoạch để leo cái này cho nó nhanh nhất có thể nào. Rồi, không có ai online không? Có một người vậy ta? Rồi, ta sẽ bỏ bớt đi nhá. Có thể lần này mình sẽ phải tuyển lại những thành viên ngon ngon một chút để là thi đấu Team Ray cho nó hiệu quả. Chứ team mà yếu quá thì có vẻ là không ổn lắm anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ lấy thêm vàng cái. Có ai trả lời không ta? Không có. Ít online quá anh em ơi. Hiện tại thì mình được bổ nhiệm làm chức leader rồi. Và mình có thể là hoàn toàn là bỏ một số người mà không chăm chỉ hoạt động team ra. Thay vào đó những người nào mà họ chăm chỉ hơn. Ok, thì nếu mà anh em nào mà có cấp độ cao ấy mà chăm chỉ chơi trò này ấy, thì hãy comment ngay xuống phía dưới nha. Thì mình sẽ xem xét có thể là duyệt anh em vào trong nhóm của mình để đua những con Team Ray cho nó vui vẻ tí. Ok, nó sẽ đi trồng thêm thức ăn đã. Này, và mình sẽ cho cái con mới vào đây. Cho con này vào đây luôn. Plate vào đây luôn. Ok, let's go. Và mình sẽ cho nó ăn lên để mình sinh sản ra con Magnama, con Legendary của mình. Ok, chỉ số thế nào? Chỉ số mắc vàng cũng được, nói chung cũng được. Cho nó ăn cái nhờ. Tôi hưu. Chắc chắn là mình phải chơi xếp hạng rồi. Xếp hạng chỉ có mỗi cái phần multiplay thôi, chứ không có cái gì khác cả. Skip Blade. Phải cho con này lên cấp 20 thì nó mới có thể tiến hóa thành được cái con mà cần mình cần. Fast Attack. Mấy chiếc hước này mình cũng không cần thiết lắm. Nó cũng làm con epic đấy. 15 này. Thức ăn thì... đừng tí thì ấn nhầm nha. Burning 3 lượt. Đấy. Flame Whale. Tiếp theo lên cấp 20 đi. Cho tôi tiến hóa đi ạ. 19 và 20. Rồi ok. Fire Trap. On Enemy. Đấy. On Enemy đây rồi. Chiêu thức là dùng lửa đánh lên toàn bộ kẻ địch. Ok, let's go nào. Rồi mình sẽ cho sinh sản thôi. Cái công thức sinh sản thì nó khá là dễ. Chúng ta sẽ cho con sinh sản ở đây luôn. Từ từ nhá, cái sinh sản ở chỗ này đi. Có gì vậy ta? À, lại được một cái con đại bàng cây. Chúng ta sẽ cho sinh sản giữa con cái con kia là con gì ta? Quên mất tên rồi. Con này là con nó là hệ nó sẽ là có hệ lửa và hệ ánh sáng kết hợp với con Duchess. Con Duchess là đâu nhỉ? Phải con này không nhỉ? Tartarus không phải rồi. Con nào nhỉ? Mình quên béng mất nó con nào rồi. Ok, chúng ta sẽ cần phải tìm lại cái danh sách cái một chút nhỉ. Monster Legend này. Monster Legend. Và chúng ta sẽ tìm tới Breeding Legendary đây. Công thức thì vẫn có đây rồi. Breeding Calculating. Nào vào xem nào, nhanh thôi. Ice Titan Team Ray. Đâu không phải, không phải là bảng. Mà chúng ta xem luôn ở trong này đây. Rồi đây, mình đang muốn like ra con
Mắc Mana. Nhiều người dùng cái này phết, có vẻ khá khỏe. Đây, giữa Skiplet và nữ công tước Duchess, ánh sáng và gọi là magic, ánh sáng magic. Ok. Nào, đâu. Đây. Ánh sáng và magic, đầu tiên đã tìm thấy ánh sáng trước. Ánh sáng, đây. Đây. Đây rồi. Skiplet này, chuẩn rồi. Và magic là con Duchess đúng không? Duchess đúng rồi anh em. Cầu mong nha. 1 2 3, xin trả nào. 18 tiếng, con gì rồi? Không phải con kia rồi anh em. Mình kệ nó đi. Rồi, mình sẽ vào và dùng 3 con C à? 3 con C thì đánh cái quái nào được ở chỗ này? 2 con C chứ. Mình bị thua này. Leo rank. Để mình xem nào, đúng 2 con C không? 2 hay 3 con C? Nó yêu cầu là ui, team nó đang đi nhanh lắm anh em ơi. 2 con C à? Rồi, và chiến đấu thôi. Mình sẽ cần 2 con C. Mình không biết dùng con gì đây. 40-30 này anh em. Chiến thôi. Chen team trước. Mình sẽ làm gì đây? Bỏ con gì ra đây? Chưa biết dùng con gì nhỉ? Ui thì mình ghê lắm. Mình cần 2 con C. Mình sẽ thay đổi một chút nha. Thorder. Tất cả những con C đâu? Con C nào gọi là ngon là thì mình cho nó lên một chút. R này. C thì khó, yếu lắm. Vấn đề là không đánh nổi. C phía dưới con Faiso. Má ơi, những con C của tôi như thế này thì đánh thế quái nào được. Đây, Thunder Tyran. Ok, mấy con này đây. Rồi, mình có mấy con C khá là củ chuối. Không biết tôi đánh được không đây. Này, con C trước này. Kim loại đi. Cho mấy con này. Hai con C, nó cần yêu cầu 2 con C. Cứ cho 2 con C vào đi. Tính sau. Mersnitch. Ok, con này đi. Con nào châu máu tí. Ok, cho nó ăn lên chút nhỉ. Cho nó ăn lên chút để nó có thể chịu được đòn của bọn kia cái. Có thể là yếu quá thì nó không thể làm ấy được. Ôi, mình cần phải nâng cấp cái này lên. Mệt rồi. Không biết tôi có ăn nổi không đây. Vấn đề là không biết có ăn nổi không. Thế dùng con ấy đi. Dùng con băng đi. Con băng có vẻ ngon hơn. Cho lên cấp cái. Đấy, lên cấp rồi em ơi. Đây học luôn này. C thì vẫn nó khỏe thôi. Nhờ đúng không? Nó có chiêu Days Mersnick. À, nhưng mình từ từ đã nha. Từ từ nha. Mình cần phải xem con nào nó khỏe thì mình sẽ cho nó đánh ấy. Chúng ta sẽ vào trong phần Monster Legend này. Và mình xem tất cả con C của mình. Mình sẽ tìm tới cái độ hiếm là C đây. Đây rồi, tất cả đây. Con nào có công khỏe anh em. Đây con này công và tốc độ máu yếu quá. Con này thì cũng thế. Nó có hai vạch thôi. Con này máu cao. Yếu quá, thanh niên này yếu quá. Tyranno King. Công thủ mắc yếu. Mercenary. Con này được này. Mình dùng con này có vẻ ổn. Con này thì yếu này. Rokila. Rokila cũng yếu, máu trâu thôi. Faiso được ấy. Faiso máu hơi yếu nhưng mà công ngon. Chizaz đi. Mình cho Chizaz này đi nha. Rồi ok, chúng ta sẽ tìm tới Chizaz fighting này, chiến đấu nào, cố lên. Cố lên nào. Ôi trời, ấn nhầm rồi. Thôi kệ, không sao. Không biết có ăn nổi không ấy chứ. Vấn đề là không biết ăn nổi không ấy. Cấp 30 cơ mà. Rồi, nó sẽ đập chết một con trước đã nha. Con này nó kháng stun không? Let's go. Một phát này, một bé. Ăn được, team mình có thể ăn được. Đừng chết là được. Nó búp cái quái gì vậy? Đánh đi, regen máu gì? Cộng thêm stamina gì? Mê, trời ơi, nó cho bốc hơi rồi. Hai con bốc hơi rồi anh em. Không regen. Mình bị ra bất lượt. Poison. Hai con này phải chết, chắc chắn nó phải chết rồi. Nó sẽ đánh thêm mình 600 máu bị poison thôi. Ui còn nó 5000 máu kìa. Không đơn giản đâu nha. Vấn đề là không hề đơn giản tí nào cả. Con này phải hai phát là sẽ chết thôi. Cố lên. Regen.
Nó tiếp tục hồi máu, cộng thêm stamina. Nhưng còn 4k máu thôi. Thấy có ăn nổi không? Để là thế. 600 thôi, có 600 mà có bị poison nữa chứ. Trời ơi, thấm thế nhờ. Đấy rồi. Hay rồi, hay rồi. Có kháng stun không? À, kháng bleed thôi. Hay lắm. Con này khó chịu này anh em. Đánh nó. Nó hồi máu. Khó chịu đấy. Toàn đánh nghìn máu này. Đang đập con này. Thôi rồi, tôi sắp die rồi anh em. Tôi có dùng máu được không? Item được không? Không dùng được rồi. Như làm nào đây? Mình chỉ đánh được con này một phát nữa thôi. Con này nó sẽ đánh mình tầm khoảng 1000 máu. Còn có 34 máu kìa. Mình poison nữa chứ. Rồi không ăn được anh em ạ. Vấn đề là không ăn được, đánh này khó lắm. Phải cho mấy con kia nó lên cấp cơ thì mới có thể làm chiến được, chứ không không thể nào mà chơi được cái phần này. Rất là khó. 30-35 này anh em. Rồi, thay đổi con này. Thay đổi con này chút. Mình sẽ cần tìm cái con đâu nhỉ? Con Chizas này. Rồi ok, cho nó ăn lên cái. Phải cho nó ăn. Chắc chắn phải cho nó ăn lên. Learn này, học skill đi. Cho lên cấp 30 luôn. Đánh đã thế, về đánh, phải chiến hết mình. Không có cách nào khác cả. Phải cho nó lên thôi. Tốn thức ăn cũng phải cho lên thôi. Vì nhiệm vụ của anh em mà. Đây, chúng ta sẽ hồi máu. Được, con này hồi máu cũng được. Cho nó lên cấp thì nó cũng trụ được lâu đấy. Và mình sẽ cần con đóng băng. Con đóng băng rất là quan trọng trong cái trận này. Heal 30% máu. Được, học luôn. Cho cứ 30 thôi. Bây giờ thấy mấy con C khá quan trọng. Tư này. Chiêu này gây ra dam nature thôi. Heal 40 máu này. Chuyên hồi máu à? Dam này yếu này anh em. Đổi luôn. Có một chiêu gây dam thôi. Và tất cả là chiêu sẽ hồi máu nha. 30 luôn. Rồi 30 luôn. Nó không lên được nữa. 35% cho toàn bộ enemy này. Ngon. 40% máu. 30% máu cho lựa chọn và remove cái hiệu ứng burning. Khá hay. 25% máu. 40-30. Mình sẽ bỏ cái này đi. Yêu cầu cooldown. Rồi một con nha. Một con này. Con này sẽ cần lên để ăn lên cấp 30 luôn. Tại vì con này công và đam, công và thủ khá là ổn. Tố thức ăn thế nhở. Một cái chiêu stun. Rồi, chiêu stun ngon. Hay lắm. Có những chiêu mình thấy khá là hay. 27, 28, 29 và 30. Úi dồi, cho nó ăn phí rồi. Cái 30 cũng được. Rồi, và mình sẽ chiến đấu thôi. Thay đổi con này bằng con băng. Và chiến đấu với bọn 30-35 này. Hai con Epic, một con Legend. Team C đối đầu với team Legend Epic. Chiến này anh em, cố lên. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hay rồi, đóng băng nào. Đóng băng nào. Đánh mít con kia kìa. Trời ơi. Nó gõ một cái mình chết đấy. May thế. Đóng băng rồi, hay hay. Ôi, nó đóng băng ngay cái con của mình vậy. Chết toi. Chết toi, chết toi, chết toi. Con này thì nó có chiêu hồi máu và để chiêu gây đam thôi. Chiêu gây đam mình sẽ tập trung vào con nào đây. Ok. Một phát này 500 máu. Vãi lình. Tiếp theo sẽ đến lượt của con này này. Con này cực kỳ khó chịu luôn. Mình có thể gây chiêu stun không? Nó kháng stun. Nó kháng stun anh em ạ. Con này gây đây được đấy. Ok, giờ sẽ đánh con này trước. Rồi, hiệu ứng lan, ngon thế. Ok, chúng ta sẽ dùng chiêu này để hút sạch mana của con phía trên và đóng băng hai con còn lại. Tiến lên nào. Anh em, cố lên. Mất lượt, trừ 25% power. Trừ cả đồ chính xác. Team này có vẻ ổn đấy nhờ. Thế có vẻ khá là ổn. Con này khá đóng băng à? Con gấu ngà này. Đúng không? Không, không, không. À đúng rồi, khá đóng băng. Nó khá đóng băng anh em ạ. Rồi, nếu khả năng băng thì mình sẽ cho nó chết luôn. Hai con luôn. Nào, một chiêu. Một chiêu này em ơi. Vào đây. Nào, con này gần chết. Con này gần chết thôi.
Và nó còn nhiều stamina thế nhờ. Đừng stun nha. Trừ độ chính xác rồi. Tiến lên. Mẹ, đánh đám lan à? Rồi. Con này hết stamina rồi anh em không phải lo. Ok, gây ra đam nào. Ok. Rồi khỏe. Trừ speed, con này hay phết. Chứ con này hay phết anh em ạ. Đùa đâu. Rồi ok, let's go. Khá stun đúng không? Hồi máu à? Con này chỉ có hồi máu thôi. Không cần hồi máu. Cái team này ngon chưa? Stun. Hello baby. Và đây. Yes, một trận thắng này. Nếu ngay từ đầu mình không ấn nhầm, có khi mình đã thắng mấy trận rồi. Thắng trận thứ hai rồi. Để mình sẽ ra xem nào. Hai con C rồi mà, đấy, hai con C mà. À, quay số là để ra xem nó có xong cái nhiệm vụ kia không. Cái này phải cả team làm cơ thì nó mới nhanh được. Chứ một mình làm thì có vẻ không ổn lắm. Ok, okay. Team Ray. Nó sẽ tìm xem team Ray xem nào. Ok, sao không được nhỉ? First member to rank up hay common. À không phải. Không phải là đánh rank mà là nâng cấp hai con C thì phải. Lên rank ấy cho hai con C ấy. Muốn nâng cấp rank thì nâng kiểu gì ta? Vấn đề như thế. À, chúng ta sẽ tìm tới monster của mình. Thật sự là khó. Thật sự khó vãi lành nhá. Đây, cái con này đây. Đây, chúng ta có thể là nâng rank không? Nâng rank ở đâu? Relic này. Cái relic là ấy thôi. Nâng rank kiểu gì? Mình chưa giờ nâng rank luôn. Cái này để cho nó... Nâng rank kiểu gì ta? Nói chung cái này không hiểu và mình sẽ phải tìm hiểu sau đi thôi anh em ạ. Rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục vào chơi cái multiplay thôi. Ok, tốn bao nhiêu thức ăn để cho mấy con này lên. Người ta thay đổi thành Rocantinum và ấy thôi. Kê thớt rồi anh em. Chiến nào. 60-70. Ôi trời, hạ con panda. Có chịu nhỉ. 60 này, 60-60 này. Đánh nó này được. Đánh thôi. Chiến. Let's go baby. Vào đây nào mấy cụ. Nào nào nào. Tiến lên. Fighting. Mấy con epic này thì mình không thèm xoắn luôn. Ôi, tốc độ nhanh thế nhở. Vãi loanh thật. Hai con này nó trừ speed của mình rồi. Sao thưởng lượt vậy. Ok thì nó sẽ đóng băng nó phát. Đóng băng này. Hai con pháp sư khó chịu chưa. Có lẽ được thưởng lượt thì nhỉ. Quét à. Nào nào nào, con nào là pháp sư trước. Phải giết pháp sư trước. Bộ pháp sư này nguy hiểm lắm. À, con này bị mất lượt à. Đây, trừ 25% tốc bộ à. Lửa này. Khó chịu chưa, nó cấp 60 anh em ạ. Mình phải hiểu nó thế. Rồi, nó kháng blin đúng không. Thế cho mày đóng băng phát. Mày này nhờn này. Đứng yên đấy. Mình đang bị mất lượt anh em ạ. Con này bị mất lượt. Vì thế sẽ búp cái này để giải cái mất lượt cho này đi. Hồi máu luôn. Đánh đi. Bị gõ thôi. Gõ nó nào. Còn 1800 máu nữa. Cố lên. Đóng băng rồi. Rồi, tiếp tục giết nó. Con panda. Panda này anh em. Nào. 2710 máu. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng chiêu nào đây. Chiêu này lên con panda đi. Nhìn ngại nhất panda. À, mà con này cũng là phép sư này. Không phải đùa đâu. Mình cho nó stun luôn. Khỏi đánh. Nào, sẽ còn hai con nữa nào. Cố lên. Đóng băng rồi. Hồi stamina để đánh mình đây mà. Tôi nhìn là tôi biết rồi. Đóng băng. Đứng nguyên đấy. Nguy hiểm với con panda này. Con panda này mà lên cấp cao nó đánh cho thì thôi rồi luôn đấy. Một quạt. Ok, 2600. Rồi và chúng ta sẽ nghiên cứu cách là tăng rank cho hai con C sau nhá. Thế mình sẽ lên mạng tìm hiểu. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.